Số 1. Cuộc gặp định mệnh. Một cô gái đã kể lại một câu chuyện đáng sợ mà cô ta gặp phải cách đây không lâu. Cô ấy nói, khoảng 2 tháng trước cô có đến nhà của một người bạn để chơi. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi cô ra về và vô tình quên chìa khóa xe trên nhà người bạn. Cô ấy đã gọi cho người bạn kia, nhưng không thấy ai nghe máy. Cô ta quyết định quay lại để lấy chìa khóa. Khi cô ta vào thang máy, đó cũng chính là lúc cô ấy bắt gặp phải một thứ gì đó thực sự lạnh. Con chi, con chi. Ah, Nel, 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 tolong paskan kat sini kunci. Ah, pas kat lift. Ah, kat sini sekarang. Thank you.
Tak apa. Masih okey tak? Bạn có thể thấy, khi cô ta đang đi lên thang máy thì dường như cô ấy nhìn thấy bóng dáng của người bạn. Cô ta nghĩ, có thể là bạn cô đang cầm chìa khóa xuống cho cô. Nhưng khi cô ấy đuổi theo thì không phải người bạn kia, mà bạn có thể thấy một hình dáng màu đen với khuôn mặt quỷ dữ đang ở trước mắt cô ta. Thật đáng sợ. Và đó là lần đầu tiên cô ta trông thấy ma quỷ. Tôi nghĩ đó có thể là một cuộc gặp gỡ khó quên. Còn bạn, bạn nghĩ gì về video trên? Số 2. Khuôn mặt bí ẩn. Một người đàn ông đã kể lại một câu chuyện bí ẩn của cô bạn gái của anh ta. Anh ta nói, dạo gần đây bạn gái anh ta đã không còn như lúc trước. Cô ấy ít nói hơn và thường xuyên nói chuyện một mình và chỉ nhốt mình trong phòng. Anh ta đã đến để xem xét tình hình như thế nào và sẽ dẫn cô ấy đi bệnh viện. Nhưng cô ấy đã không nhận ra anh là ai, giống như có một thứ gì đó đã nhập vào cô ấy vậy. Anh ta đã kiểm tra điện thoại của cô ấy và anh ấy đã có một phát hiện thực sự đáng sợ. Và đây là đoạn video anh ta tìm thấy trong điện thoại của cô ấy. Bạn có thể thấy, trong đoạn video tôi thấy cô ấy đang rất mệt mỏi và cảm thấy buồn nôn. Sau khi cô ấy vào nhà vệ sinh, thì bạn có thể thấy một hình dáng rất đáng sợ đang đứng ở phía sau cô ấy. Nhưng khi cô ấy quay lại thì không có ai ở đó, thật đáng sợ. Tôi nghĩ đó có thể là lý do khiến cô ấy thay đổi như bây giờ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video trên? Xin hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.